Xin chào quý vị, xin chào tất cả các anh em. Rất vui khi hôm nay tôi lại có mặt ở đây để đồng hành cùng quý vị, đồng hành cùng anh em. Và tôi hy vọng rằng qua những video như thế này, nó thật sự bổ ích, thật sự ý nghĩa để quý vị có thể tham khảo. Nội dung chính của video ngày hôm nay đó là 6 dấu hiệu nhận biết thị trường downtrend. Quý vị hãy nán lại nhé. Thì trước khi đi vào nội dung chính của video, tôi cũng khuyên quý vị, nếu quý vị là những nhà đầu tư mới thì quý vị nên tìm hiểu, nên cân nhắc cho thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định đầu tư. Bởi thị trường tài chính crypto nó tiềm năng thì rất chi là tiềm năng, nhưng bên cạnh đó cực kỳ rủi ro nếu như lần đầu quý vị tham gia hoặc quý vị nghe theo lời mời chào của một ai đó thì quý vị càng phải cân nhắc và càng phải tìm hiểu cho thật kỹ. Trong cuộc sống hàng ngày của quý vị cũng vậy. Quý vị muốn kinh doanh hay đầu tư bất cứ một cái lĩnh vực gì như nhà đất, vàng bạc hay buôn bán một cái cửa hàng nhỏ thì quý vị cũng phải có kiến thức, có kinh nghiệm về cái lĩnh vực mà quý vị theo đuổi. Và cái thị trường tài chính crypto này nó cũng vậy. Quý vị xác định đi theo con đường trader chuyên nghiệp thì quý vị nên bớt chút thời gian, công sức để tìm hiểu trước khi đưa ra những cái quyết định đầu tư cho riêng mình. Rồi, thì ở cái video này tôi sẽ đưa ra 6 cái dấu hiệu để quý vị có thể nhận biết được thị trường đang đi vào cái giai đoạn downtrend. Thì ở thời điểm hiện tại, tất cả các đồng coin, các token nó đều theo sóng BTC. Thì ở đây tôi sẽ lấy cái cặp BTC USDT trên sàn Binance để làm demo. Và ở cái video này, quý vị không cần phải biết phân tích kỹ thuật, không cần phải biết chuyên sâu. Quý vị cũng có thể nhận biết được những cái dấu hiệu mà tôi sắp đưa ra. Tất nhiên, nếu về sâu xa, thì quý vị cũng cần phải dựa theo những cái công cụ, các chỉ số phân tích chuyên sâu. Thì thị trường nó uptrend thì nó liên tục thiết lập và phá những cái đỉnh mới. Đây, phá những cái đỉnh mới này, phá đỉnh mới, thiết lập những đỉnh mới và đỉnh mới. Và nó không phải lúc nào nó cũng thiết lập được hay là nó phá đỉnh mới, có lên thì ắt sẽ có xuống. Cái dấu hiệu đầu tiên ở đây mà tôi muốn nhắc đến đó là vai đầu vai, hay còn gọi là vai gánh. Thì quý vị có thể căn cứ vào cái biểu đồ ở đây. Trong năm 2017 cũng vậy. Ở đây nó là một cái đỉnh, đỉnh cao nhất là hơn 64.000 đô. Trước đó là những cái đỉnh thấp hơn, thấp hơn. Và sau đó nó là một cái đỉnh. Nhưng cái đỉnh này nó không phá được cái đỉnh của cái 64.000 đô. Đó. Trong cái trường hợp nếu cái đỉnh này mà nó phá được cái mốc cản 64.668 thì nó sẽ thiết lập một cái đỉnh mới. Nhưng ở đây nó bị cản và không thể vượt được qua cái đỉnh cũ này. Thì kiểu gì nó cũng bị đạp xuống, bị cá mập họ đẩy xuống, bị các nhà đầu tư họ chốt lời.
thì nó hình thành, quý vị để ý ở đây, nó hình thành hai bên, hai bên mà các trader người ta hay gọi là vai gánh, hay còn gọi là vai đầu, vai đó, đầu là cao nhất này và hai bên là hai vai gánh đó. Thì đây là một cái chỉ báo cho thấy thị trường đang đi vào cái giai đoạn đao trên sau một loạt những mốc mà thị trường nó đã thiết lập đó. Thì trước đó là một loạt những cái cột mốc BTC nó phá đỉnh mới và thiết lập những đỉnh mới, thiết lập những đỉnh mới đó, và đến cái đỉnh này nó không thể phá được thì nó sẽ hình thành cái vai đầu vai đó. Thì quý vị cũng có thể căn cứ vào cái này để quý vị thoát ra khỏi thị trường. Phần thứ hai là cái dấu hiệu nhận biết thứ hai là căn cứ vào cái đường MA, đường MA. Thì ở đây quý vị để ý, đường MA ở đây nó có 3 đường: MA7, MA25 và MA99. Thì ba cái đường này nó có ba cái màu sắc khác nhau, quý vị cũng có thể thay đổi cái màu sắc này. Cái đường MA7 tức là 7 cái cây nến, trung bình của 7 cây nến. Đường MA25 là trung bình của 25 cây nến. Và đường MA99 là trung bình của 99 cây nến. Thì cái đường MA7 là trung bình của 7 cây nến, nó sẽ gần và sát với lại những cái cây nến nhất. Còn cái đường MA99 cây nến là trung bình của 99 cây nến, nó sẽ đi xa, khoảng cách nó xa các cây nến đó. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái đường này, đường gần nhất và đường xa nhất. Thì quý vị để ý ở đây, cái đường MA7 nó là màu vàng này. Ở đây tôi thu nhỏ lại, có vẻ thể quý vị hơi khó nhìn một chút thôi, nhưng cái đường vàng nó đại diện cho trung bình của 7 cây nến, thì nó sẽ bám sát các cây nến đó. Còn cái đường MA99 màu đỏ đây, nó đi cách rất xa các cây nến. Thì trong cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh, hay còn gọi là cá mập hoặc gom hàng đây này, thì ba cái đường MA này nó sẽ đi gần, rất gần nhau. Đấy, rất gần, rất gần, và thậm chí là nó chạm nhau. Còn trong cái giai đoạn up trên thì cái đường MA99 và cái đường MA7 nó sẽ càng có một khoảng cách xa hơn. Và đến cái giai đoạn downtrend thì hai cái đường MA này nó lại gặp nhau và cắt nhau. Đó, đây là cái đường MA màu xanh, MA99 này, nó cắt cái đường MA màu tím là cái đường MA7 đó. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu để quý vị có thể nhận biết thị trường sau khi một cái giai đoạn dài, họ thị trường một sau một thời gian dài thị trường up trên thì có khả năng thị trường đi vào cái giai đoạn down trên hoặc là điều chỉnh đó. Thì quý vị cũng có thể xem cái biểu đồ này từ năm 2017. Ba cái đường MA này nó cũng như vậy đó. Rồi, tiếp theo cái phần thứ ba là nhận biết thị trường
downtrend qua cái volume giao dịch. Thì cái này quý vị phải nhớ này, không những nhớ mà quý vị phải thuộc, thuộc nào nào luôn. Thị trường đi xuống, volume giảm là điều tất yếu. Thị trường mà đi xuống, volume tăng là điều bất thường, chứng tỏ lực bán cực mạnh. Đây là dấu hiệu cá mập bán xả. Quý vị có thể ghi chép cái này lại. Cái này rất quan trọng này. Mà cái này quý vị không cần phải chuyên sâu, nó là cái căn bản thôi. Một người không biết phân tích kỹ thuật, quý vị cũng có thể căn cứ vào cái này. Đó. Thị trường đi xuống, volume giảm là điều tất yếu. Thị trường đi xuống mà volume tăng là bất thường, chứng tỏ lực bán cực mạnh. Đây là dấu hiệu cá mập bán xả. Đây. Thì cái volume quý vị cũng có thể xem trực tiếp trên cái trang Binance, hoặc quý vị cũng có thể xem ở cái CoinGecko hoặc là CoinMarketCap. Đây, thì cái volume này quý vị để ý, nó từng con sóng, con cột đây này, từ bên trái này sang bên phải, và nó theo các từng cột màu xanh, màu đỏ, cao thấp này. Thì cái giai đoạn, cái cột màu đỏ đây này, là cái volume tăng đột biến này, chứng tỏ một cái lực bán xả cực kỳ lớn, cực kỳ mạnh. Đó. Quý vị có thể xem từ năm 2017 cho đến thời điểm hiện tại là 2021. Rồi, cái dấu hiệu thứ tư để nhận biết thị trường downtrend là quý vị có thể căn cứ vào cái đường RSI. Thì cái đường RSI nó cũng có trên cái trang Binance. Đây là cái đường RSI ở phần cuối cùng. Quý vị để ý từ bên trái sang bên phải. Và bên phải ở đây nó có các mốc 0 này, 30, 60 và 90. Thì quý vị căn cứ vào các mốc này, quý vị có thể biết được cái lực mua, lực bán nó có cân đối hay là nó chênh lệch. Ví dụ ở 50 nó là cân đối, và trên 80, từ 80 trở lên, cái đường này nó mà từ 80 trở lên, tức là lực mua đang rất mạnh, gấp 3, gấp 4 lần lực bán. Và ở phần dưới, chiều ngược lại, cái đường RSI này nó ở dưới 20, 20 đổ về, tức là lực bán đang cực mạnh, lực bán rất mạnh. Đó, từ 20 đổ về, ok chưa? Thì cái đường RSI này quý vị cũng có thể kết hợp với volume này, quý vị cũng có thể dự đoán được cái xu hướng của thị trường, kết hợp căn cứ vào các chỉ số phân tích kỹ thuật nâng cao nữa. Mà sắp tới ở những video tiếp theo, tôi sẽ có những video chia sẻ ngoài các chỉ báo như 4 chỉ báo thông số phía trên, thì quý vị cũng có thể căn cứ vào một cái chỉ báo là tin tức thông tin truyền thông.
thì dù bất cứ mùa nào, 2017 hay là 2021, bình thường thì quý vị không ai biết đến crypto là gì, cũng như không ai biết đến cái đồng BTC là gì. Nhưng bất ngờ một ngày nào đó, quý vị nghe đến các phương tiện thông tin truyền thông, họ đưa tin về những cái đồng tiền crypto, về BTC, về cái thị trường tài chính crypto mà nó liên tục phá những cái đỉnh mới, tạo những cái đỉnh mới mà người ta còn gọi là đỉnh của hôm nay là đáy của ngày mai. Đó, thì đây là một cái cách mà các cá mập họ làm cho cái thị trường nóng lên. Và chính cái lúc này, tất cả các phương tiện thông tin truyền thông họ đều vào cuộc bởi cái sức nóng của cái đồng BTC, nó liên tục phá, thiết lập những cái đỉnh mới, cho nên được rất nhiều các phương tiện truyền thông họ vào cuộc, họ để ý. Thì đây chính là cái giai đoạn cực nóng và nóng nhất. Và thường những nhà đầu tư mới, những người mới họ vào ở cái giai đoạn này là đều bị đu đỉnh. Các cá mập là những cái tay to, họ có thể thay đổi được cục diện, thay đổi được tất cả thị trường, điều khiển thị trường lên hoặc xuống. Cho nên họ thu hút thông tin truyền thông không có gì là khó. Thì đây cũng là một cái chỉ báo để quý vị có thể nhận biết rằng nếu các phương tiện thông tin truyền thông họ vào cuộc, họ đưa tin, cộng thêm nữa là những cái thông tin rất chi là thuận lợi, nó nói về crypto hoặc là BTC, những thông tin có lợi cho các nhà đầu tư, thì quý vị cũng phải cân nhắc cái thời điểm này là cái lúc mà cá mập họ sắp bán, sắp xả, bởi cái thời điểm này thị trường đang rất nóng, quý vị không nên vào, mà ngược lại, quý vị hãy tìm cách để mà thoát bớt ra. Và trong cái crypto, người ta thường có một câu rằng hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Ngược lại, hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Nó rất đúng và nên áp dụng trong cái thời điểm này. Bởi cái lúc này ai ai cũng biết, nhiều người biết, nên là truyền thông, báo chí, mạng họ đưa tin rất nhiều. Thì quý vị nên thoát ra khỏi thị trường trong cái lúc nó đang rất nóng như thế này. Thứ sáu cũng là cái phần cuối cùng, đó là cách nhận biết thị trường downtrend thông qua người thân, bạn bè hoặc những người chung quanh bạn. Bình thường thị trường update downtrend thì quý vị hay là những người chung quanh họ không hề biết BTC là cái gì, không hề biết đến Bitcoin hay là crypto nó là cái gì. Và những cái giai đoạn BTC nó điều chỉnh thì toàn là những cái thông tin tốt, thông tin xấu thôi. Thì quý vị cũng có thể nghe ngóng thông tin từ người thân, bạn bè hoặc là những người xung quanh. Bình thường nếu chỉ mình bạn trong gia đình, bạn chỉ mình bạn hoặc là hàng xóm của bạn chỉ mình bạn hoặc rất rất ít người họ biết đến cái thị trường crypto. Nhưng một ngày nào đó có một ông hàng xóm chẳng hạn, ông ấy thấy là bạn bè hoặc người thân của họ họ bảo là đầu tư vào cái thị trường crypto được lắm,
kiếm được nhiều lắm. Nên họ muốn hỏi ý kiến bạn, bởi họ biết bạn là người đã từng chơi cái crypto rồi, nên họ hỏi. Thì cái lúc này cũng là lúc thị trường đang rất nóng. Chính vì thị trường đang rất nóng nên họ mới biết. Hoặc quý vị mà ở miền Bắc thì quý vị có thể đảo qua những cái quán nước, quán cờ, những cái nơi mà người ta tập trung đông người. Bình thường những cái người này họ không bao giờ để ý đến BTC, không bao giờ để ý đến crypto. Nhưng bất ngờ, hoặc quý vị có thể ra chợ mà quý vị nghe thấy ai nói gì về một cái thông tin nó liên quan đến BTC hay là crypto chẳng hạn, thì chính cái lúc này đúng là cái lúc thị trường đang rất chi là nóng và nó sắp vào cái hồi kết. Hoặc quý vị cũng có thể ghé qua những cái nơi mà tập trung đông người, quán cà phê, tất cả các cửa hàng ăn uống, mà thấy họ bàn, họ nói về BTC, nói về Bitcoin. Đó, thì đây là những cái dấu hiệu cho thấy rằng thị trường đang trong giai đoạn rất chi là nóng, nên được nhiều người biết đến. Nên đây là một cái dấu hiệu để mà nhận biết, thì quý vị cũng không nên vào cái giai đoạn này, mà ngược lại, quý vị nên thoát khỏi thị trường trong những cái thời điểm nó đang rất nóng như thế này. Ok, thì trên đây là những cái chỉ báo cũng như là cái dấu hiệu để quý vị có thể nhận biết rằng thị trường crypto nó đang ở trong một cái giai đoạn nào. Nó đang trong một cái giai đoạn đỉnh điểm, đang trong một cái giai đoạn cực kỳ nóng. Thì quý vị có thể nhận biết những cái thông tin này mà không cần phải biết sâu về phân tích kỹ thuật hay là phân tích thị trường. Nhưng tất nhiên nếu chính xác hơn thì quý vị cũng có thể căn cứ thêm vào những cái chỉ báo, những cái công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích thị trường, thì nó sẽ cho quý vị một cái xác suất chính xác hơn. Rồi, và hy vọng qua những video này quý vị có những thông tin thật sự bổ ích, thật sự ý nghĩa. Đến đây, KTV xin kết thúc video này.